em và chồng em sẽ quyết định đi khám phụ khoa định kỳ thì liệu rằng cả em và chồng em thì cần kiêng cái gì không và có lưu ý gì không ạ? Dạ, vợ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hướng Phi ạ. Cái này của bạn cũng không có vấn đề gì phải quá là là kiêng cữ gì ghê đâu ạ. Cái này thì bạn trong 24 giờ thì bạn à, nên kiêng quan hệ tình dục ạ. Cái thứ hai là kiêng không đặt thuốc, không thụt rửa để trong âm đạo trong vòng 24 giờ thôi. À, còn lại đâu thì bạn vẫn có thể đến khám một cách uh, thoải mái ạ không có vấn đề gì đâu ạ cần duy nhất là kiêng trong vòng 24 giờ thôi ạ dùng thuốc tránh thai thì có phải là tác nhân khiến cho viêm nhiễm phụ khoa không ạ à, cái câu đầu tiên phải chia à, phải gọi là chia sẻ với bạn Phương Dung ạ vừa đúng vừa sai ạ dùng từ là vừa đúng vừa sai đấy ạ à, là tại sao lại vừa đúng mà lại là vừa sai vậy thì cái, kia đầu tiên là không phải rằng là cứ dùng thuốc tránh thai là là tăng cái nguy cơ bị viêm lên đâu các bạn ạ à. thì nói cái việc sử dụng tránh thai nó không gây ảnh hưởng bất cứ cái gì đến cái việc uh, viêm nhiễm ạ à, tuy nhiên là bên cạnh đó thế thì thường là chị em mà sử dụng thuốc tránh thai rồi thì thì anh chồng sẽ không sử dụng bao cao su đấy là lý do tại sao mà nó lại làm tăng cái tỷ lệ viêm nhiễm lên ạ à. thế thành ra lại thành ra nó lại là đúng đấy sử dụng tránh thai có nghĩa tức là bản thân cái thuốc tránh thai này nó không không gây ra viêm nhiễm phụ khoa nhưng do cái việc mà không sử dụng bao cao su thì nó lại làm tăng cái tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa lên ạ.